Hello, Titi xin kính chào tất cả anh chị em mình ạ. Bữa nay là đầu tuần cho nên em rảnh rỗi, em sẽ hướng dẫn mọi người nha. Đây là cái căn nhà của Thi, 54 Phạm Nguyên Lão. Nhưng mà Thi muốn chạy ra từ phía trong nhà Thi, đi ra tới nhà thờ, với lại ngã 6 vòng xoay đó đó, để chia sẻ cho tất cả anh chị em mình biết cái địa điểm mà đến tới quán đi Thi. Con đường này nhiều nhà hàng lắm nha mọi người nha nè. Những cái căn nhà người ta cho thuê rất là nhiều luôn. Nếu mà ai mà thấy Thi quay đó muốn thuê nhà, đi đường này đi thuê nhà. Còn đây là cái nhà thờ này sau lưng nè. Đây là sau lưng hướng đường nhà thờ. Đây là cổng chào chợ. Đây là cái đường này đi vô chợ. Vô chợ Thủ Dầu Một. Thì cái đường này vẫn đêm là người ta bán đồ ăn nhiều lắm. Hủ tiếu, mì xào, giống như là gì ta sữa đậu nành này nọ đó. Còn thôi trước cửa chợ bán đủ loại luôn, đủ đồ ăn luôn. Hủ tiếu, bánh canh, cơm, cháo này nọ cái đầy đủ luôn nè, chợ nè, chợ Thủ Dầu Một nè. Ngày xưa là Thi định gì nè, bán ở ngay đầu chợ. 3 năm sau thì mới quay về Thủ Dầu Một lại, là Thi mới thuê được căn quán bán. Thế ngày xưa là cái quán này nè. Nếu mà Thi bán ở đây là kẹt đường, nhưng con cái là chỗ bãi giữ xe ở đây cũng không đủ. Đây, ngày xưa là cái quán này là Thi định thuê nè. Mà bữa giờ không biết bảo có đi vô nhà em chơi không nữa. Hay là bà đi đâu phải không, phải nhà này không? Bà đi hả? Đổi chủ hay sao nè chị? Đổi chủ ha. Hồi bữa nào đi ra đây mua quần áo ủng hộ cổ cũng được. Đây nè, cái quán này nè, ngày xưa Thi định thuê nè, bà cho Thi thuê. Nhưng mà Thi cũng thuê ngay đầu chợ luôn. Đây, chợ Thủ Dầu Một nè. Mà ban đêm bán đồ chợ đêm đây đông lắm nha. Ban đêm tụ họp đây đông lắm. Là quán Thi là, quán Thi hiện tại là đông tất cả các người nơi tỉnh khác đến ăn. Ví dụ là Gò Dầu nè, đó Tây Ninh nè, Củ Chi nè, Dị An, Thuận An, thành phố. Tại vì người ta chủ yếu xem Thi mỗi ngày, còn ở đây thì ít ai quay phim này nọ, cho nên người ta ít biết. Nhưng mà sáng thì Thi đi dạo chợ ở đây không á nè. Vòng vòng ở đây là Thi đi chợ mua xà bông này nọ nè, mua đồ ăn cho nhân viên Thi ăn. Thì con đường chợ này mà cũng vui lắm. Bận chiều, bận đêm, bán tới 11, 12 giờ đêm luôn. Bán quần áo, giày dép này nọ. Biết sao? Tại vì nơi đây là cái nơi tập trung cho tất cả các thành viên á, nhân công nhân này nọ nè, người ta đến ăn. Bây giờ mình đi vô chợ một vòng nha, mình đi dạo chợ nè. Mình đi một vòng mình quay về. Từ ngày về Bình Dương tới giờ bán 1.5 tháng rồi. Chuẩn bị 2 tháng rồi đó. Nhưng mà cũng rất là vui, được cái sự trải nghiệm. Còn Thi đi mua quần áo á, quần áo Thi mặc mỗi ngày là về đây là mua ở đây không á nha. Đường gần nhà Thi á. Quần áo ở đây ta bán không à. Còn mua bông, hoa, trái cây, cúng kiến này nọ là Thi mua ở đây. Đây nè, ba này nè. Rồi cơm, cháo này nọ là Thi mua ở đây. Cơm là Thi mua ở đây. Thật ra mấy người ở đây cũng dễ thương lắm. Ngày nào Thi cũng ra đây ăn đồ ăn nè, ngày 20-30 phần. Một ngày là 40 phần, buổi sáng 22, buổi chiều 22. 44 phần là mua ở đây không luôn. Ăn cơm đâu, nấu cơm đâu từ ngày về đến tới giờ. Ăn cơm tiệm không à, đó thành phố là nấu cơm cho nhân viên ăn. Thôi bây giờ Vinh nè chia sẻ tí xíu chợ Thủ Dầu Một thôi, để cho tất cả anh chị em biết địa điểm để đến ăn uống quán nhà Titi. Bây giờ Thi sẽ đi vô nhà Titi và quay thêm một cái con đường nữa từ đây ra tới mé sông mà quẹo đi ra nhà Thi nha, cho nó tiện lợi hơn cho tất cả anh chị em dễ tìm những món ăn. Thật ra là ở đây đồ ăn vẫn đêm với ban ngày là nhiều, còn mà băng buổi sáng á, buổi sáng 7 giờ, 11 giờ là ở đây nhiều. Nếu ai thích đến vui á thì đến quán nhà Thi, còn nếu ai thích đi mua đồ đến quán nhà Thi chơi rồi ra đây mua đồ luôn. Mấy bà này bán rẻ lắm. Thật ra là bà con cô bác ở đây cũng vui. Mà thật ra là ở Bình Dương á là không thiếu những món gì để ăn nha. Đồ ăn làm sẵn sẵn hết trơn luôn. Chỉ có ra là mua cái về làm đồ ăn luôn nè. Nhưng mà có một cái mình không có thời gian để mình làm. Nhưng mà Thi không có thời gian luôn á. Nè đồ ăn quá trời luôn. Mắm mực này nọ đầy đống luôn. Thế mà ham. Ở đây là cái sông Bạch Đằng nha mọi người. Buổi chiều vui lắm. Buổi chiều người ta tụ họp ở đây nè. Người ta ăn uống rồi đi dạo sông này nọ. Giống như sông Cần Thơ vậy đó nè. Đó. Có người yêu này nọ đó, lãng mạn lắm ở ngoài này á. Nhưng mà tại vì mình là người mua bán á, mình bận rộn quá. Mình không có thời gian để mình đi quay phim cho mọi người xem. Với lại mình có một cái là mình chia sẻ những cái nơi này vậy đó. Nhưng mà Thi có thời gian thì cũng muốn lắm, Thi muốn đi chơi chỗ này, đi chơi chỗ kia. Đúng ra là tháng này Thi phải đi du lịch á. Nhưng mà từ ngày bán tới giờ là tại vì mới về cho nên không dám đi. Ở đây buổi chiều vui lắm nha. Ở đây đông lắm. Người ta bán buôn này nọ nhộn nhịp lắm cái đường này nè. Ví dụ mọi người mà đến đây á, mọi người đi ra đường cặp mé sông này, mọi người hỏi là nhà thờ, nhà thờ ở đâu là người ta sẽ chỉ đường mọi người rồi. Dễ lắm nè. Bây giờ Thi chạy con đường này nha. Cái đường này là kêu đường con đường Bạch Đằng, là mé sông. Bây giờ Thi chạy thẳng nha, đi lên đây. Thi hướng dẫn mọi người tiếp tục để đi vô nhà Thi nè. Không, về phải. Về phải đây nè. Rồi bây giờ Thi đi ra đường con đường Ngô Quyền nha. Đây là đường Ngô Quyền, Bạch Đằng đi vô Ngô Quyền. Chạy thẳng luôn. Hết con đường Ngô Quyền này là tới con đường Phạm Ngũ Lão, quẹo trái là tới. Đó. Còn đi hướng nhà thờ á, thì cũng quẹo trái luôn.
Nhưng mà cái này tới nhanh hơn, cái này tới trước cũng dễ lắm, tiện lợi. Lúc đó là Thi tính thuê cái nhà ở đây nè, đường này nè. Nhưng mà vì chật quá không đủ xe, nhưng mà cũng may cho Thi là có cái nhà ngay địa điểm đó để xe được, chứ không thôi là mình thuê ở đây là một cái nha, bảo đảm luôn kẹt đường luôn lúc ban đầu á. Tại vì nhà mình nó đông quá cho nên mình không có chỗ để xe, cho nên phải đành là ngay cái đó là hợp lý. Ai cũng nói khen Thi là sao mà mướn hay quá vậy, mướn ngay đó hợp lý luôn, chấn động luôn. Đây nè, chạy đường này là thấy phòng khám đa khoa, cái phòng khám đa khoa Bạch Đằng. Cái mọi người quẹo trái qua tới nhà Thi luôn nè. Đây đây nha, quẹo trái là cách cỡ 20 căn, 15 căn nhà, 15 căn nhà là tới luôn. Đây, ai mà từ xa xa đến đây là chủ yếu vô nhà Thi thôi. Cái quán kế bên là cái quán lẩu bò, mọi người có ăn lẩu rồi quá ghé qua đây, lẩu bò. Đây là lẩu bò. Còn ở đây là nhà Thi nha, giờ Thi quẹo vô, gửi giữ xe bên đây luôn. Đó. Bây giờ tới nhà Thi rồi, Thi sẽ đi vô nhà, tại vì khách hàng cũng đang chờ đợi đông đúc. Mà thật ra là buổi chiều là nhà Thi là đông lắm nha, nghẹt hết con đường này luôn. Hai bên đều đông. Nhưng mà thật ra cũng vui, cũng cảm ơn tất cả các quý khách luôn luôn quan tâm và yêu mến. Khi đến ở đây thưởng thức tất cả các món ăn thì sẽ có phòng lạnh nè. Ở ngoài nè, nếu anh chị em thích ra ngoài nữa thì ra ngoài này. Ở ngoài này chiều nghẹt hết trơn luôn, đông lắm. Ở đây là người công nhân thì làm việc nhiều, người ta rảnh rỗi chỉ buổi chiều á, 4 giờ, 5 giờ cho đến 10 giờ. Còn Thi là Thi ta mở quán ra 1 giờ. Cho nên là ai muốn đến giờ nào cũng được. Bữa nay đi chợ Thủ Dầu Một và quay được cho mọi người xem những tập phim, mua được 5kg chôm chôm để về cho nhân viên Thi ăn nha, vui vẻ. Và đặc biệt mọi người hãy đến quán nhà Thi 54 Phạm Ngũ Lão, phường Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương. Và hẹn gặp lại tất cả anh chị em vào chương trình HTV Thi vào clip ngày mai. Hello, Thi xin kính chào tất cả anh chị em đã đến với kênh Thi Vlog hôm nay. Bữa nay là cái ngày đầu tuần là thứ ba, cho nên tất cả anh chị em đến thì cũng không có đông cho lắm. Mấy chị nãy giờ đợi lâu chưa? 20 phút rồi hả? Vậy chút nữa đi nha, có gỏi ăn liền. Ngồi chơi tí xíu nha, có bún thái, gỏi, bầu viên, chân gà, chà tắc. Tại vì Thi mới chuẩn bị đi ra bán thôi cho nên là chưa có người đông cho lắm. Bây giờ em đi vô trong này nha. Bữa nay là có món ăn nè, dâu tươi sấy giòn, ghẹ sữa cháy tỏi, cơm cháy trà bông đó. Và đặc biệt nữa tất cả các món ăn ở đây, bữa nay có món ăn mới nè, muối chấm Tây Ninh cực kỳ ngon luôn, ăn với dâu tươi cực kỳ ngon. Mấy bữa nay trời ơi bán kem chấn động luôn, bán không kịp. Ăn chung với cái bánh này nè, cái bánh này có 50.000 một bịch à, mà ăn chung với cái này được 3, 4, 5, 7 người ăn rất là ngon. Mọi người hãy trải nghiệm thử đi. Bữa nay trời nắng rồi thì chắc chắn là bữa nay sẽ đông nghẹt chấn động luôn. Gỏi là kèm chung với bánh phồng ăn cực kỳ ngon luôn. Thì mấy hôm nay nói chung ra em có thời gian rất là nhiều, tại vì thứ nhất là trời mưa, nhưng mà bán mà có lúc nắng lúc mưa, mà tháng này tháng mưa rồi, tháng mưa thì lúc nào cũng vậy. Cho mà Thi có cái gì nè, Thi đi tới cái tỉnh nào hoặc là Thi đi giờ đi địa điểm nào là ngay tháng mưa không à. Tại vì giống như là cái tháng mưa giống như nó hợp với Thi á, người ta nói có nước là có tiền á, còn Thi có nước là hết tiền. Còn chị đến từ đâu? An Giang. Rồi đi phải đem đứa con đi theo vậy đó hả? Rồi đây chồng chị hả? Đi mấy người vậy em? Ba người hả? Ba đứa bạn bên nay không đi học hả? Bên nay trốn học đi ăn phải không? Còn em gái đi từ đâu đến vậy em? Mặc đồ đẹp quá ha. Chết rồi, vô đây chặt chém chị ế chồng rồi. Nó ngó em không, nó dòm em không là chị ế đó. Dẫn chơi thôi nha, ngồi chơi vui vẻ. Thật ra tất cả anh chị em đến ở đây ăn uống á, gửi xe kế bên. Bên đây là để xe hơi để thoải mái. Ở đây là nước uống, nước lọc để uống miễn phí nha. Khi uống trà có nước lọc uống luôn. Bữa nay thì em có cúng hai cái chùm nhãn thơm ngon nực nồng. Thì bữa nay chắc em nghĩ là bán tiền vô giống như nhãn vậy nè. Nhãn chùm chùm luôn, tiền vô chấn động luôn. Từ ngày về đây tới giờ bán gần 2 tháng rồi chưa được đi chơi. Để thì gán bán qua cái mùa mưa đi, thì giờ dắt nhân viên thì đi chơi một bữa. Quay qua không gian ngày hôm nay thì bò viên sốt nó chấm thái 20.000 một cây, thơm ngon tê tái. Và đặc biệt nữa bún thái tâm dâm thơm ngon lạ miệng 60.000 một tô. Anh chị em có thể thưởng thức tại quán Thi Thi nha. Và sau đây cảm ơn tất cả các anh chị em rất là nhiều, luôn luôn yêu mến. Nhớ đăng ký kênh, subscribe kênh nha. Mở cửa vào lúc 12 giờ trưa cho đến 22 giờ tối. Đặt app, rap, tìm kiếm Thi Thi gọi đủ Bình Dương, ship toàn Bình Dương, Thủ Dầu Một. Cảm ơn tất cả anh chị em, hẹn gặp lại tất cả anh chị em vào chương trình HTV tiếp theo.